Yes. Ôi, tưởng thế nào anh em ạ, Châu Mạnh Hà. Vâng, Châu Mạnh Hà vẫn vào trận chung kết nhánh dưới. Ui giời ơi, tưởng cái pha. Ui cái pha lao vào bị ăn mất bao nhiêu con lạc lạc đà nhá. Lao vào phế phù ấy. Bị nó phù mất 2-3 con lạc đà, tưởng nó thủ xong rồi. Vâng, loanh quanh thế à giời. Ban dành cho Châu Mạnh Hà cười rất tươi. Bên kia là gì? Ban AC này thì cười với chúng tôi này. Cười này. Và cười rất tươi khi mình cầm ban. Nhưng bên kia là AC chung kết à, càng thế nhờ. Hai ông chạm 6 ạ. Hai ông chạm 6. Vâng, càng đến thế là cùng. Nào làm quả lễ hội nè. Cái gì đấy? Vâng, bàn chết một dân. Có vẻ như cái dớp à? Có vẻ như cái dớp anh em ạ. Dớp dớp anh em ơi. Hình như tôi nhớ không nhầm, tôi nhớ lại cái lịch sử. Hình như cũng có một lần ở một giải đấu trước, mùa 4 hay mùa 5 gì đấy, là Châu Mạnh Hà cũng thua Quốc Bảo. Hình như nha, tôi không nhớ rõ. Có một bác ở trên khung đang bảo là như vậy. Có một bác trên khung đang bảo là như vậy. Không biết có phải không. Somas, Alamas, Alamas, Alamas.
Oklahoma. Oklahoma. Calore. Isa. Oklahoma. Isa. Isa. Calore. Isa. Isa. Calore. Holmes. Malama. Isa. Rogan. Isa. 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 Donna. Isa. Somas. Malamas. Malamas. Somas. Holmes. Vâng, chết một dân vẫn đánh 19 dân, như vậy là bài 20 trừ 1. Vâng, bài Acidian họ có chắc bài họ đánh chém luôn kìa. Tôi hiểu luôn ra vấn đề đấy. Bo em ơi, hai cái E. Hả? Hai dân vàng thôi à? Cũng được. Thằng này mình đánh có 1L, nâng bánh xe rồi chuyển cung R. Hôm nay mà bị loại thì cũng điếng hết người nhỉ. Đây rồi, bắt thêm, bắt lẻ, cứ bắt lẻ ra ở ngoài đã, rồi tính tiếp. Làm tí lẻ lẻ đã. Chứ biết thế, ôi lỗi hai voi à, thua chả biết trách ai nhỉ, đã chết một dân thì chớ dò lỗi hai voi. Anh em để ý hai con voi ngay ở ngoài nhà của Pan không, thằng cháu anh Ma lại đi rồi à, đây toàn các cháu cả, lỗi nhìn lỗi hai con voi chán đời thế. Chết đời thật, lỗi của hai con voi chết tôi gừng ôi sừ. Hỏng hết xe thật anh em, hỏng hết hàng.
Sơn Chabi Alonso, họ phủ mất khá nhiều những con lạc đà. Đà tấn công thế là bên kia người ta chủ yếu là người ta bắt đầu ra cung R đấy. Làm gì ăn hoang cái gì không, về ăn đô con voi đấy được. Ngại à, về ăn đôi voi mình dò lỗi cái gì mà phải ngại. Nhiều khi lại lớn rồi thẹn à. Đúng mùng 8 tháng 3 để ở nhà chơi chế này bao giờ có người yêu. Như vậy là hai ứng cử viên Nguyễn Đức Chấn và Châu Bạch Hà loại nhau để rồi. Nhiều khả năng là Quốc Bảo sẽ vào với chung kết của nhánh dưới. Chấn và Hà được hy vọng rất nhiều trong giải đấu này. Ngoài ra thì có thêm những ứng cử viên như Trường Nhạc hay là Sĩ. Mùa hôm nay nhiều khả năng cái nước dừa Trường Nhạc với Sĩ ai vô địch cũng chưa biết được. Phải chờ đợi đã. Chưa biết là ông nào vô địch. Chưa dám nói trước được. Mọi thứ nó theo kiểu là vẫn y nguyên lắm. Vẫn chỉ là 25/52, ăn hoang thêm được một bãi quả nữa. Ở bên kia còn ruộng, bay được ruộng này. Thế này chưa biết thế nào nhá. Thế này nếu bây giờ mà pan mà tự nhiên ăn được khoảng 6-7 dân, tự nhiên tham nó đè ngược trở lại luôn đấy. Tự nhiên làm 5-6-7 dân, lộn cái lồng bàn luôn. Đừng có đùa. Tham lên được 28 rồi này. Ăn hết được cái bãi quả đấy là khi ra một đống quân thì đi chém lại hết hơi này. Ông ấy bất chủ quan là đứt đấy. Ông gì nhờ? Ông ACDN mà chủ quan, ông Quốc Bảo chủ quan là đứt đấy. Đừng có nhờn. Yes. Ôi tưởng thế nào anh em ạ, Châu Mạnh Hà. Vâng, Châu Mạnh Hà vẫn vào trận chung kết nhánh dưới. Ui giời ơi, tưởng cái pha. Ui cái pha lao vào bị ăn mất bao nhiêu con lạc lạc đà nhá. Lao vào phế phù ấy. Bị nó phù mất 2-3 con lạc đà, tưởng nó thủ xong rồi. Vâng, loanh quanh thế à giời.